Hôm nay xin chào tất cả anh chị em và các bạn nhé. Nên mình chia sẻ chúng ta có nên dùng những cái đoạn nhạc ở trên CapCut để chúng ta đưa vào video và đăng lên YouTube hay không các bạn nhé. Này, chúng ta vào CapCut này. Tôi đặt ví dụ chúng tôi vào một cái dự án mới đi. Chúng ta chọn một số cái video trên này đi. Đó, thì chúng ta sẽ có một đoạn video đã kết nối ấy, đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn có thêm âm thanh được chèn vào cái video này thì chúng ta chỉ cần bấm vào âm thanh này. Âm thanh. Và bên dưới này nó có chữ âm thanh bên góc trái dưới cùng này. Bấm vô. CapCut này nó cho chúng ta rất nhiều lựa chọn để phù hợp với công việc chúng ta muốn. Một là travel này các bạn đúng không ạ? Vlog này, thread, hue, warm, beats. Đó. Và bên dưới này cũng có rất nhiều âm thanh. Chúng ta hay làm vlog và YouTube thì chúng ta sẽ chọn vào vlog nhé. Cái thứ hai ở giữa này trên cùng này. Vlog. Đó, ở đây nó có rất rất nhiều video âm thanh. Ở đây có rất nhiều âm thanh các bạn nhé. Đó, tôi đặt ví dụ. Tôi chọn một cái video 39 giây ở trên cùng này. Ở đây cũng có vài phút, cũng có vài chục giây cũng có các bạn nhé. Tôi bấm vào dấu cộng thôi. Bấm vào dấu cộng. Đó. Thì mặc nhiên cái âm thanh đó đã được chèn vào cái video của tôi. Đó. Đúng không ạ? Âm thanh đã chèn vào video rồi. Đó, và tiếp theo là đến cái chữ đoạn này. Tôi thêm âm thanh khác vào, tôi lại bấm vào âm thanh. Đây. Đó, tôi lại vào vlog. Tôi lấy cái thứ 3 này đi. Canary. Bấm vào dấu cộng tiếp. Đó, thì âm thanh đã chèn vào đây đúng không ạ? Thì tôi cũng chia sẻ với các bạn là các bạn không nên đâu nhé. Các bạn không nên dùng những cái âm thanh ở trên CapCut này để chúng ta edit video đăng lên YouTube là không tốt. Không nên các bạn nhé. Không nên lấy âm thanh ở trong CapCut để đưa vào video đâu. Các bạn để dùng cho việc khác thì không sao. Nhưng các bạn đăng lên YouTube là không được các bạn ạ. Bởi vì cái vấn đề vi phạm chính sách bản quyền sau này nó sẽ bị đấy. Khả năng bị là cao các bạn nhé. Đó, thì tôi khuyên các bạn là không nên. Chúng ta không nên lấy những âm thanh trên CapCut để đưa vào video chúng ta và đăng lên YouTube là không nên đâu. Đó, mình chia sẻ như vậy. Có rất nhiều bạn mới làm và tôi cũng vậy. Khi mà tôi lấy âm thanh và tôi đưa vào video ở trên CapCut này mà tôi đăng lên trên YouTube các bạn. Sau một thời gian nó sẽ báo cáo vi phạm chính sách bản quyền gì đó. Rất là mệt các bạn nhé. Thì tôi khuyên các bạn là không nên. Không nên thôi. Đó. Có rất nhiều đoạn nhạc nó bị bản quyền. Cũng chia sẻ với các bạn luôn là nếu mà các bạn muốn lấy âm thanh miễn phí ấy, thì chúng ta vào trực tiếp ở trong YouTube Studio các bạn ạ. Chúng ta muốn lấy âm thanh miễn phí thì chúng ta vào trực tiếp trên YouTube Studio của YouTube ấy, để chúng ta lấy những âm thanh trên đó. Thì những cái âm thanh mà miễn phí thì chắc chắn rồi nó sẽ không được hay bằng những âm thanh được trả phí, phải trả phí của YouTube trên YouTube Studio các bạn ạ. Nhưng mà nó cũng đủ dùng cho chúng ta. Nó cũng đầy đủ rồi các bạn nhé. Thì mình khuyên các bạn là không nên lấy âm thanh trên CapCut đưa vào video và đăng lên trên YouTube để sau một thời gian chúng ta lại mất công nó bị chính sách bản quyền gì đó khóa kênh hay xóa kênh, mất công các bạn, mất thời gian đây cho các bạn đây các bạn nhé. Chúng ta chỉ nên vào YouTube Studio chúng ta lấy âm thanh thôi. Đây, để tôi vào trên YouTube Studio luôn, trên máy tính các bạn nhé. Các bạn nên vào máy tính để chúng ta lấy âm thanh về nó dễ hơn. Chúng ta có thể vào YouTube Studio các bạn nhé. YouTube Studio thì chúng ta kéo cái thanh này xuống. Chúng ta sẽ thấy thư viện âm nhạc này. Chúng ta click vào đây. Thì nó sẽ ra rất rất nhiều bản nhạc ở khu này các bạn này. Đây là toàn là nhạc miễn phí. Các bạn có thể nghe. Nghe qua được cái nào nó phù hợp thì chúng ta tải nó xuống thôi. Cái nào phù hợp chúng ta tải nó xuống thì chúng ta cho nó vào, ghép nó vào các cái video của chúng ta. Để chúng ta không nên dùng các cái nhạc ở trên CapCut này, CapCut hoặc là trên những cái phần mềm ứng dụng khác thì biết đâu sau này họ cũng đánh bản quyền các bạn nhé. Mà dùng trên nhạc trên CapCut thì chắc chắn rồi, rất rất nhiều người đã sử dụng nhạc ở trên đó để ghép vào những cái đoạn video sau này bị đánh vào bản quyền rồi các bạn nhé. Thì chúng ta không nên lấy nhạc ở trên CapCut đâu. Đó, các bạn có thể vào thư viện âm thanh này, thì nó sẽ có phần nhạc miễn phí các bạn nhé.
nhạc miễn phí thì nó không có hay được như là các nhạc trả phí các bạn ạ. Cái gì mà miễn phí thì chắc chắn rồi nó sẽ không có được tốt, không được hay, nhưng chúng ta dùng nó cũng có đủ dùng các bạn nhé. Đây là nhạc truyền cảm hứng này, nhạc lãng mạn này, nhạc vui vẻ này, nhạc kịch tính này, sôi nổi này, truyền cảm hứng này. Đó, có rất nhiều nhạc miễn phí như này. Thì chúng ta đang, kênh của chúng ta đang hướng đến mọi người phải cái gì thì chúng ta nên lựa chọn các nền nhạc miễn phí ở trên này các bạn nhé. Đó, đó là những chia sẻ của tôi về cái tại sao không nên dùng nhạc ở trên cái cắt cắt để dùng đăng YouTube, thì nó sẽ vi phạm bản quyền các bạn. Không sớm thì muộn sẽ bị đăng bản quyền thôi các bạn nhé. Ở trên YouTube thì nó có rất nhiều bản quyền các bạn ạ, bởi vì YouTube nó rất là khắt khe. Vừa rồi là cái chia sẻ ngắn gọn của mình về cái có nên dùng các đoạn nhạc ở trên CapCut để đăng YouTube không các bạn nhé. Thì với tôi thì chắc chắn nó không nên rồi, và các bạn cũng vậy, cũng không nên các bạn nhé. Các bạn bỏ ngay ý định là lấy những cái đoạn nhạc ở đâu đó đi, thì chúng ta cứ vào YouTube Studio mà chúng ta lấy nhạc miễn phí từ YouTube thôi, bởi vì YouTube nó rất nghiêm ngặt các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, và mình chúc các bạn là làm YouTube sẽ gặt hái được nhiều thành công các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào.